Rồi, xin chào bạn đến với chiếc máy mới của Thành phố Hồ Chí Minh Tân. Đây là một chiếc máy vừa lạ mà vừa lên như vậy. Đó là tính năng nó giống như những chiếc Functional 245 ở trên lầu 2 á. Nó không khác gì cái đó mấy. Nhưng mà cái này nó có điểm khác. Thì video ngày hôm nay Duy Nguyễn sẽ đi qua những điểm khác của cái máy này so với máy trên kia. Đó là cách thiết kế, đó là thiết kế gốc. Cái thiết kế gốc này nó rất là tiện lợi. Nó rất là tiện lợi cho các bạn đặt ở trong một cái khoảng không gian hẹp. Ví dụ như là ở đằng sau lưng này nó có cái cột, hay là đằng sau lưng nó có hai vách tường, thì bạn dùng cái máy này bạn áp vô cái cột đó với hai vách tường đó để bạn che luôn cái cột với vách tường đó. Nó nằm một không gian nó nhỏ, nó hẹp, nó tiện. Đó, cái máy này máy gốc và nhìn nó 90 độ. Đó, và nó có thêm cái cây này. Nó có thêm cái cây dưới đây, nó sẽ tập những bài rô, những bài chống chân á. Đó, lực nó tốt hơn so với những cái máy BBMS 255 ở trên kia. Và đặc biệt, đó nó có những cái thiết kế như đây. Đây thiết kế 2 dây. Thiết kế 2 dây ở trên đây. Và nó có thiết kế 2 dây ở dưới đây nữa để tập những bài chuyên về 2 dây. Còn tất nhiên trong máy này tập đừng đóng bài nè các bạn. Đây quá trời quá đất luôn thôi. Những cái bài đã cũ, những cái bài mà tập trên hai cái này là Duy Nguyễn không nói nữa nha các bạn. Những cái bài mà tập trên hai cái này thì đã nói rất là nhiều lần rồi. Và ở BBT rất nhiều máy đã tập vậy, và các bạn nghĩ xem được video này thì bạn đã biết hết. Còn nếu mà chưa biết thì theo dõi lại video cũ. Và bây giờ là Duy Nguyễn sẽ chia sẻ cho các bạn những cái cách tập nó tương đối nó hay ở trên cái máy này bằng cách sử dụng khai thác thiết bị, đó là những cái hai dây như vậy và những cái chống như vậy. Rồi bây giờ cái nào tập được nhỉ? Đây, thấy tự nhiên có cái này không? Lạ ta, cái này ngộ nha. Tự nhiên nó điệu vậy. Cái móc vào bên đây đi. Đúng không? Đồng ý không? Nó móc cái cây này, nó móc vào bên đây đi, nó móc. Ủa, chế ra cái này, gắn vô hai cái này xong móc xuống mới chịu. Đó, để coi mình tập cho nó sao nha. Êm lắm bạn. Được không? Rồi thôi chỉnh tạ vô tập nghiêm túc coi. Nói chung quá trời thoại đã tập luôn mà không hướng dẫn tập hết những bài cho đây nha, nó nhiều lắm. Vô đây nè coi nè, quá trời đất cũng chế gì nữa đó. Bạn biết tại sao mà phải chế cái này không? Giờ hiểu rồi nè. Tức là cái này á thì nó còn con được cái mức tạ có 150 bao thôi, nhưng mà gắn vô hai này nó lôi tới 300 bao luôn bạn. Nên những bài mà tập cây bồ mà nặng á là người ta chơi máy này, phải không? Người ta chơi máy này chứ không ai chơi cái này á. Không ai chơi cái này là hết. Cái này ví dụ như bạn tập được mà đối với tôi nó nhẹ. Còn bữa hổm thằng kia nó thiết kế, nó gáp tạ dư, bạn lấy mấy con tạ mấy máy khác nó chơi, nó chêm đây mỗi bên tới 200 bao được. Mỗi bên tới 200 bao, bạn cặn này bạn tập tới 400 bao được, ai tập nổi. Chưa thấy nào tập cây bồ 400 bao luôn, nó tập gì vậy? Đó là cái sai lầm nha các bạn. Nặng vậy này, đó tại sao nó vậy, nó nên làm này. Tức là những cái bài tập nặng mà lọt cái đầu đây nè. Ok không? Còn cái kia đó, cộng dây nó nằm bên vậy nè, hiểu không? Xong họ còn đảo bên này nè, hiểu không? Đó là cái giá trị của cái này nha. Lọt cái đầu đây tập nha các bạn, tập press. Đó, bảo đảm không lệch cơ, không chấn thương luôn. Nhưng mà tại thằng này nó ngựa thôi bạn. Nó còn cái khác nữa đúng không? Nó còn cái ngắn ngắn nữa. Không mà có này cũng được. Nó có này rồi thì nó cần cây hai lỗ. Tại vì bên 17 của Duy á là cái máy giống vậy, nó có cây hai lỗ chọc vô đúng vừa hai lỗ rồi luôn. À hiểu rồi, bên đây nó không có đó, nên nó gắn này đúng không? Vậy mốt nào nó hắt cặp này cái gì khỏi tập. Đó, rồi ok rồi. Thì cứ theo gặp gia từ tập đi các bạn ơi. Chọc đầu vô tập rồi đúng không? Rồi đó, không nói nữa. Giờ quay ra sau đây. Quay ra sau đây đó. Ô bài này mới đập mà không, mấy ngày không chỉ không biết đâu, đập mạnh vô cây này. Đúng không? Đập mạnh vô cây này lôi xuống tập hết ngược. Đó. Để biết được. Không để dày ok chưa? Nha. Tại sao á thì bạn tập được hai bài đó bằng cách lọt cái đầu ở đây thì nó sẽ tiện rất là nhiều. Còn không thì bạn có thể tập thêm cặp bụng nữa nha bạn. Cặp bụng quyển này nè, không gặp không đứng như này gặp. Ok. Rồi tại sao Duy Nguyễn cho tầng 1? Tại vì ở tầng 1 á là những cái máy này nó đầy đủ hết rồi nè. Là những cái máy BB mà BBS với BBD
nó đầy đủ hết, nhưng mà nó thiếu một cái crossover dạng dạng dày cho thay đồ để mình tập luôn ở tầng này, mình khỏi chạy lên tầng 2. Nó tóm lại nhiều máy quá để vậy thôi chứ không có lý do cháu gì nha các bạn. Rồi cái này thôi khỏi bàn, mấy cái bài này bạn gì nữa không, về trong đây ai làm video thì chỉ biết cắt, chỉ bài ép ngực con này nọ không chỉ. Rồi xong, tiếp tục rồi xong mấy cây thì cũng khỏi chỉ luôn nha. Cây này nè, cây này móc vô bên này, móc vô bên này, tập mấy bài chuột tiếp gì đó, rồi squat quét gì đó khỏi chỉ nha. Áo này à, gắn vô tập lắp không đau giống như trên trời rồi. Không có đu thì đu, đu thì pull up, không thích đu thì tập này được không? Nó gắn vô. Ok nè, chỉ với tướng xuống là vậy đó, bao giờ xuống nó phải có cây ở đây hết á. Tôi nó máy đầu kia cũng vậy, tập đầu tiên đứng ở đây nè đó, xong rồi ngồi xuống tạ nhẹ nó ngồi nhanh vậy, tạ nặng ngồi chậm kì à. Rồi ok dứt. Ủa máy này không chỉnh em, máy cái xô kia luôn ta. Hết lực luôn. Bên trăm bao, mình trăm bao là kéo 200 bao mạnh lắm rồi, chúng ta giảm hơn nha. Kéo 200 bao như full cây máy nào rồi đó. Đu thì là này nha các bạn. Đu, nè đu lên. Không thì đá bụng. Được chưa? Rồi, giúp. Xuống nặng nặng nó xuống mới vừa sức nè. Thấy không? Xuống nặng nặng nó vừa sức. Ồ, đã mà. Con máy này êm giả mạng trời. Ồ, con máy này nó êm nè. Không, cái máy tập gì nó êm đó, mà hỏng là mày lắp dư tạ vô con gây nó lò, cái tập không có êm kỹ gì hết trơn hết á. Không dám nói. Ok, rồi, vô. Được rồi đã không? Ủa, đằng này nó không có chỉ. Ồ, ở đây đó trời. Thì là hết bài, đóng bài bên đây, đóng bài bên đây, mình tưởng nó bài mình chế hay quá, ai nữa ở đây nó có chỉ à. Bó tay. Không kệ, lỡ rồi. Giờ là mình khai thác xong này rồi đúng không? Bây giờ mình khai thác tới cái dưới. Cái dưới là cái này nè. Nó có sẵn tay, nó không là bóp nè. Cầm kéo mình đi. Có lưng. Ok, thích nó nằm chỗ kéo chuột nhiều lắm, kéo được kéo, nhưng mà ở cái máy này như thích tập kéo lưng như vậy thôi, với cái cây ở dưới như cái thác vậy thôi. Còn các bạn có thể theo dõi cái hai cái hình này nó quá ngoài chứ mày gì cầu bay. Cửa gì cười đúng kia thật, nó cửa gì không. Ừ, đó, tập gì tập ai. Ô, cha, mệt quá. Đó. Rồi, tiếp tục tháo này ra. Thì các bạn có thể khai thác hai cái này rất là nhiều. Tháo rồi luôn đi. Nhiều, nhiều, nhiều. Nhiều thiết bị kết nối quá. Biết gì không? Hồi nãy là cầm cây đó thì nó rộng, giờ cầm này nó hẹp hơn, cũng kéo xuống hơi. Đó, không? Nó giống gì ta? Nó giống ao lô trên kia kìa. Ok, mệt quá, tôi xin miếng nước đi. Nói thì cái video này chỉ hướng dẫn các bạn tập trục này thôi, nó lạ. Cái trục này khai thác cái này là nó lạ thôi, chứ còn hai cái này là các bạn biết rồi không có nữa.
giờ mình thử cái bài nhẹ đi, nặng quá chi nó mỏi tay. Chơi gì mà mệt thế. Thì thôi, đó là những bài căn bản mà bạn có thể áp dụng cái máy này và tập thêm cho biết, và kết hợp những bài cũ của cái máy personal 255 trên kia lên đây tập, thì nó sẽ cho bạn tập khoảng chừng được 40-50 bài ở trên máy này. Rồi hy vọng là cái video này sẽ giúp cho bạn trải nghiệm thật là tốt thiết bị mới của Bình Tân nha. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.